Giò chả là những món ăn quen thuộc trong các mâm cơm của gia đình Việt Nam. Tại xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, nghề sản xuất giò chả đã có từ 80 năm nay. Diễn ra quanh năm, nghề này mang lại nguồn thu nhập ổn định cũng như đời sống khấm khá cho người dân địa phương. Phóng sự sau đây sẽ khắc họa rõ hơn những công đoạn làm giò chả. Giò chả được xem là đồ ăn nhanh, nhưng để có được những khoanh giò chả thơm ngon là công sức, kinh nghiệm và sự tỉ mỉ của những người sản xuất. 3 giờ sáng, khi mọi người còn đang say giấc ngủ, thì vợ chồng ông Bằng lại đang tất bật làm giò chả. Ngày nào cũng vậy, từ 1 giờ đến 5 giờ sáng, ông bà sản xuất được khoảng 1 tạ giò. Nguyên liệu chính làm giò là thịt thăn và mỡ tươi. Các thao tác trộn gia vị, xay và gói được thực hiện một cách nhanh chóng, cẩn thận và tinh tế để đảm bảo giò giòn tươi, không bị khô. Giò được luộc trong 1 giờ đồng hồ. Chả sau khi hấp sẽ được rán lên để đảm bảo độ thơm ngon. Nhờ có sự hỗ trợ của máy móc nên việc làm giò hiện nay đơn giản hơn trước kia. Những gia đình đã làm nghề sản xuất giò chả trên 20 năm đều cảm nhận rõ sự đổi mới này. Cái nghề giò này gắn với gia đình chúng tôi là lâu là 30 năm. Cuộc sống cũng nửa đêm gà gáy rồi cũng gọi là kiếm đồng ra đồng vào để nuôi con em ăn học. Ngày xưa làm xong một tạ giò phải tầm mất 10 người. 10 người thì phải từ tầm từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng mới xong. Chứ còn bây giờ thì chỉ cần 3 tiếng là cũng xong một tạ rồi. Nói chung là nó có nhàn hơn một chút. Mỗi ngày, xã Thái Thịnh cung ứng ra thị trường khoảng 4 tấn giò chả. Ngoài vận chuyển đến các tỉnh thành khác, giò chả được bày bán nhiều trong chợ huyện. Và gần như là món chính nhà tôi. Trẻ con nó hay ăn lắm. Tôi hay sốt này, hoặc là diêm này, hoặc là nấu riêu, thỉnh thoảng tôi cũng cho vào này. Giò thì gói mẫu mã cũng đẹp, thỉnh thoảng tôi cũng hay đem đi biếu. Hiện nay thì phường Thái Thịnh tôi có khoảng tầm trên 150 hộ tham gia sản xuất chế biến giò chả với chim nướng dài. Và thu nhập bình quân của một lao động sản xuất những giò chả trên địa bàn phường chúng tôi thì khoảng tầm từ 10 đến 15 triệu đồng trên một người trên một tháng. Có những hộ gia đình thì cũng đã 3 đời sản xuất giò chả. Không chỉ góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, việc sản xuất giò chả đã trở thành nét đẹp trong đời sống sinh hoạt, thể hiện truyền thống sản xuất lao động của người dân Thái Thịnh nói riêng, cũng như thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nói chung.